Bà chú sẽ đây hay xong xóa công bằng English Learning Channel. Bà thân nhé, nhóm bạn nâng lớp chút một bằng hai nó bật thêm bọt mùi để nâng này dễ ông bì past continuous or progressive để dương cái máy dưới hào thà ở tay tạng cá cầm bông một tỏ. Ok, xong chấp đơm hay nâng tạm ra trận đập cho ạ. We start with definition. We used past continuous to talk about an action which was continuing in the definite time in the past, or to talk about two or more actions which were happening at the same time in the past. Kita boleh perpra continuous, tapi takkan kampung mentol. Dabei ni ye ampi takkan mampir bel ban kampung ke mentol nak kenong pel juga. Cáo chuyện lệ mối nó có nóng ở tay tạ cá. Rư có tầm bây này dê ôm pi sẽ cầm mập hiệp pi rư trớn để bạn cầm bông từ cả lớp nấu pi rư đầm nạc này có nóng ở tay tạ cá. Xem bạn ủ tự hò nhóm bạn cầm bông nhắm bái cá pi mô bạp biểu. I was eating breakfast at 7 o'clock this morning. Khi nhóm bạn có bông nhằm bái cá bì mông bớt nó bị bực. Rồi có I was sleeping when you came here. Khi nhóm bạn có bông đây nạp bê rồi nè bán mẫu tì nì. Ok, nhưng anh mơ timeline này bán để past continuous cứ cần muốn past simple. Những ai mở bán được nhóm anh lựu cho hôm anh đó. I was sleeping when you came here. When you came here, I was sleeping. When you came here cái nơi tiền này, I was sleeping cần muốn. Đặc nhóm bạn có bụng đế nạp bê lên mô đó tí, bán mô đó tí này. Nhóm bạn có bụng đế nạp bê lên bán mô đó tí, tí này. Ok, chương chấp em mùi form. Positive form, there means subject plus verb and verb plus verb 1 plus ing plus object. Negative form, subject plus verb and verb plus not plus infinitive verb, verb 1 plus ing plus object. Question form, there means verb and verb plus subject plus infinitive verb plus verb 1 plus ing and plus object and plus question mark. Và tầm rung drop positive, negative tầm rung but I said in question form tầm rung tầm nua. That means was, were, was, yeah, prajmui, he, she, it, third person singular, bora, ti, bay, evagina, were, I, v, u, d, bạc, buồn, bạc, kết chạy, kết nhận đạch. Cái dương số mình to, tập cần positive form. That means subject plus verb and verb, plus verb 1, plus ing, plus object. Verb 1, đa dương, bế là dương pra, chỉ infinitive verb, verb tổng tí mùi. For example, I was teaching grammar at 10 o'clock. Or we can say at 10 o'clock, I was teaching grammar. Nó một đọc nó có nhóm cầm bông bằng riêng. Vậy dễ có, vậy dễ có. Nhóm cầm bông bằng riêng vậy dễ có. Nó một đọc. Cả bình một đọc nhóm cầm bông bằng riêng vậy dễ có. We were eating breakfast at 7 o'clock morning. Mong bật bật nước nhóm cầm bông nhám áp bị bật. Vâng. Tại lâu nước chọp hơi, sẽ cảm thấy nước chọp hơi. We were, you were sleeping at 11 o'clock afternoon. Bạn nhẽ ban cầm bông đây cặp bị mông đậm muối, hay tròn. They were playing tennis yesterday morning. Cặp bị bật làm sao mấy nhẽ cầm bông lấy. Tennis, là tennis. He was doing his homework at 10 o'clock. Kết ban cầm bông thuê cái cà phê bọc kết. Cà phê mông đọc cà phê mông đọc nó kết cầm bông thuê cái cà phê bọc kết. She was brushing her clothes when her phone was ringing. Thế nên ban cầm bông bó có ai bà niên nó phê đế. Tôi sao cầm bông rồ. Nhưng cầm bông bán rồ. Ban cầm bông rồ. Cà phê này ai cất lớn bì đầm nạc nìa. It was running out of cage. Cage.
via ban kapung rot chen pi trung. Dara was fishing on the river hours ago. Ta mo ma mo mun nu dara kampong te ni sa trai nau trong stung nau knong dara kampong ni sa trai nau knong stung muay mo mun ta lau ni kit lern to ba rai ha aning ke chi positive form robo past continuous or progressive a jeung mon to to kan negative form de min subject plus was and verb plus not plus infinitive verb plus ing plus object. I was not playing game at 10 o'clock. Nhóm mình ban cầm bông lên kiếm tế ca bì mộng đọc. Ca bì mộng đọc nữa, nhóm mình ban lên cầm bông lên kiếm tế. At 10 o'clock, at 10 o'clock, I was not playing game. Or I wasn't. Bây giờ, I wasn't. Bạn bắn tay khăn ông ca sẽ cứ dừng trâu ca bà tụi bông bình. Đâm bây giờ, nghi sửu lúc nông. Cái này án cứ kết ở bên tụi dừng bình đèn. Bộ cao bà lòng cái ấy cứ dừng mình trâu sẽ cắt đi. I was not playing game at 10 o'clock. We were not reading book when electric went out. Tại nó bê đê kì xin ý bạn đánh. Bộ dương cứ mình ban cầm bông ăn bảo tê. Bạn ăn ấy cơ lớn. Cơ lớn bì tùm nạc khả nìa. Bông ăn ăn, phân đạch bọt. Lần cái chừng. At 2 o'clock last night, my sister was not watching TV. Một bì biệt đầm nạt riêng nó cả bì dục mình ông sài bọc nhóm cứ mình ban cầm bông mưa tụt tế nà tầm mưa tụt một bì dục để lộ bà đây bà ok rất coi những anh vậy thà my sister was not watching TV at 2 o'clock last night mình này đôi kìa he was not painting the room when we came in cần mình ban cầm bông liếp chuyện chàng tế nó bê bộ dưới chỗ một bây giờ nó phải bây giờ chỗ một cần mình ban cặp bút liền chẳng thế when we came in he was not painting the room thì anh chơi chơi cặp bàn đấy they were not driving his motorbike when I saw him I saw them sorry they were not driving his motorbike when I saw them. Bộ kế mình bán bơm tô cà tê. Tô cà tê gần phê cà lùi vậy nè. Bộ kế mình bán bơm tô cà tê. Mà bế trong khớp bộ kế. Bế tầm bán khớp chi tập bòi. Và nên cứ mình anh dần. They were not driving his motorbike when I saw them. I need to. Bộ nhóm. Bộ kế mình bán cầm bốn. Bởi tôi cả tế nó bê nhóm khơi bộ kỳ. At 7 o'clock yesterday morning, Linda was not eating breakfast. Cá bì mơ bàm bê, cá bì mơ mấy bê bực, Linda cứ mình ban cầm bông nhóm hà bê bực tế. Anh ấy chỉ tâm ruộng negative form rồi bỏ. Past, continuous, progressive. Past continuous or progressive. Mình này thực hiện tế continuous and progressive. Bộ question form đây dường miền was verb cho bị mốc plus subject plus infinitive verb plus ing plus object and plus question mark. For example, were you watching TV when the power cut? Nếu bạn cầm bông mơ tụt tuần mình thế, nó bê đấy. À cái này nó đại. Power cut, electric went out, được như thế. Was he swimming when the shark attacked him? Tớ cần nâng ban cầm bông hai tức mình tới nó bê đế trái làm cầm ban về bà cần tớ cần cầm bông hai tức mình tới nó bê trái làm ban về bà cần cần hai tức mùn hai tức rít trái làm tên cục phừng phừng bà nói bà sợ bà were they doing homework at 10 o'clock tớ bộ kê cầm bông thuê homework mình tới ca bì mông đọc nữa cái bị mộng đắm tơ bộ kia cầm bông thôi không vượt mình tì was she sleeping when you all came here tơ niên cầm bông đi mình tì nó bê đế nẹt ngọt nên nó mô tì nì bàn mô tì nì tơ niên ban cầm bông đi mình tì nó bê nẹt ngọt nên ban mô tì nì at 12 o'clock in the afternoon were they fighting each other
tại cao bị mong đọc bị ngày tròn nữa tớ bộ kê nó cầm bông từ vay kinh nghiệm này ban cầm bông từ vay kinh nghiệm này tớ bộ kê ban cầm bông từ vay vi kinh nghiệm này cao bị mong đọc bị ngày tròn nên cái chi tập rung xong nu để miền boss ver và boss dùng phần chữ mới nữa he she it third person singular và third person singular và ver phần I V U N D và tập thêm một tiết về những câu mẫu tập rung question with question verb W A question okay I forgot that W H plus okay it's my mistake sorry W A question plus was and verb plus subject plus infinitive verb plus ing plus object plus question mark for example สำหรับอุทาหรณ์ what were you watching when the power cut ตอนไว้เดินเนี่ยกับปุ้งเต้ตัวสนานอกไปได้เพลิงไหลบัดต่อปีสไลม์มนต์กัดแถม W A question ติดครับWhere was he swimming when the shark attacked him? ទីណាដែលកើតកំពុងហែលទឹកនៅពេលដែលត្រីឆ្លាមបានវាយប្រហារកើតទីណាដែលកើតបានកំពុងហែលទឹកនៅពេលដែលត្រីឆ្លាមបានវាយប្រហារកើត Where was he swimming when the shark attacked him? Okay. តើកើតហែលទឹកមុនរួចបានត្រីឆ្លាមលេងខាំបានក្រោយ When were theydoing homework តើពេលណាដែលពួកគេកំពុងធ្វើកិច្ចការផ្ទះ which was she selling when she was 10 years old តើមួយណាដែលនាងបានកំពុងលក់បាទនៅពេលដែលនាងអាយុ10ឆ្នាំតើនាងលក់អ្វីបាទលក់ប្រភេទអីឬក៏លក់ខោមួយណា why was a police ask him yesterday ហេតុអ្វីបានជាប៉ូលីសម្នាក់នឹងកំពុងសួរកើតកាលពីសម័យបានកំពុងសួរកើតកាលពីសម័យ Why was a policeman asking him yesterday? Again, not it. Why was a policeman asking him yesterday? ហេតុអ្វីបានជាប៉ូលីសម្នាក់កំពុងសួរកើតកាលពីសម័យកើតមានរឿងអី Whose son was crying when I called you?តើកូនប្រុសណានក៏បានកំពុងយំនៅពេលដែលខ្ញុំហៅនេះបាទ W A question នេះអាចមានច្រើនទៅទៀតបាទតែខ្ញុំលើយកបង្ហាញតែ4 5ឬក៏6នឹងទេដើម្បីយើងអាចថាស្វែងរកបន្តទៀតបានបាទអានឹងគឺ W A question with past continuous បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចនឹងទទួលបានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចអំពីវីដេអូមួយនេះហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយមានបានព្រះទុកបាទដូចបាញ់មិញបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមទទួលក្នុងការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនានិងទទួលក្នុងការខមមិនដើម្បីបង្កើតនៅវីដេអូពន្យល់នៅមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តបន្តមកទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមស្វះស្វែងរកនៅយុទ្ធសាស្ត្រនឹងក៏ពិធីដើម្បីបកស្រាយអោយនេះតាមអន្តរសាស្ត្រនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានទទួលបានពីការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលានិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ